đi chơi với em còn rủ cô khác đi cùng. Cái này kỳ nè, đúng kỳ luôn á, đúng kỳ luôn á, không có thằng con trai nào mà ngu như vậy không? Vậy mà có, để coi, để coi. Vậy mà là rồi câu chuyện của ai? Thì đây là câu chuyện của Mỹ Xoa. Nói vậy nghi lắm. Mỹ Xoa, Mỹ Xoa có thể nói là một người mà gần như là tới bây giờ là số thứ hai mươi mấy rồi, mà là tập nào mà sao cũng bắt câu chuyện hết, mà khán giả rất là câu chuyện nào cũng lạ luôn á. Khán giả rất là thắc mắc là không biết là tại sao mà Mỹ Xoa lại có thể có nhiều cái câu chuyện tình trường đến như vậy. Tại vì có bốn người yêu mà bốn yêu giống như anh Bảo nói bữa, bốn yêu là giống như Pokemon vậy á, thay đổi liên tục biến hóa liên tục, cho nên là là biến hình đó hả? Đó, cho nên là em có rất là nhiều những cái câu chuyện, cho nên là nhiều giai đoạn khác nhau đúng không? Thì cái lúc này là một cái lúc mà mới vào làm một công ty mới, thì trong công ty đó có một cái team khoảng 4-5 người. Thì đi vào đó thì trong team đó là có cái anh người yêu của Mỹ Xoa với lại một cái cô nữa, mà hồi đó mình không có biết là anh này đã thích cô này từ trước, nghĩa là cũng để ý rồi. Thì một ngày đẹp trời mình xuất hiện trong công ty, mình xuất hiện cho cái team đó, mình bước vô như một nữ thần, xong cái mình lôi cái tự nói luôn, mình bước vô như một nữ thần. Có nghĩa là em xuất hiện mà em quan bây giờ Mỹ Xoa em nói cho nghe, em xuất hiện như một nữ thần là như thế nào Mỹ Xoa? Dạ, em xuất hiện như một nữ thần. Nàng thơ đi em. Một nàng thơ, em bước vô, em thu hút tất cả mọi người. Em thu hút luôn anh chàng kia luôn, thế là em kéo anh kia về đội quay mày, mặc dù là em không hề biết là anh đó cũng có để ý cô kia lúc trước rồi. Kéo về phòng luôn hả? Bắt đầu là hai bên tìm hiểu nhau á. Thì bắt đầu là có là đi chơi thì em cũng rất là bình thường, tại lúc đó em cũng chưa có cảm tình nhiều bên này, kiểu là mình mới đang crush thôi. Xong rồi thấy anh này rủ cái cô ra nó đi, xong rồi rủ luôn bản thân của cổ là người trong team luôn. Mất hứng liền? Không, không có mất hứng, tại vì không có để ý, cứ nghĩ rằng là mình đi chơi, đi ăn, đi uống, mình đi đông thì vui. Không hề biết, không hề mảy may suy nghĩ bất kỳ một điều gì hết luôn. Xong, 7 tháng sau em với anh này chia tay. Anh quay sang, anh quen cô đó. Anh quen cô đó. Nhưng mà làm sao để em biết được chuyện đó là bởi vì hai người đó quen nhau tầm đâu được một tháng, thì cô kia, cổ chủ động gọi điện cho em. Và cổ kể hết tất cả mọi thứ ra. Rồi nguyên quá trình mà hai người đó quen nhau, thì em mới phát hiện ra đây là cái dấu hiệu là lúc đầu đã để ý cô này rồi. Nhưng mà do không cưỡng lại sức hút của mình cho nên giữ nguyên mình, nhưng mà đi chơi thì vẫn rủ cô đi. Không không, nhưng bây giờ phải phân tích câu chuyện nè. Hồi nãy em kể lại gì là lúc mà hai người mới bắt đầu biết nhau là mới đi chơi chung, nhưng mà sau khi mà là quen em rồi thì có đi chơi chung nữa hay không? Cô kia cô chủ động, cô chủ động không đi chơi nữa, tại vì là cô kia cô có bạn trai. Và là cái đoạn đó là không có gì xảy ra hết. Nó là giữa, kiểu như là cùng một lúc có cảm tình với lại nhiều người. Thì đó nhưng mà đó cũng là một cái dấu hiệu là anh này cũng đã để ý cô khác. Mà tại vì hồi đó em vô tư quá, em không có suy nghĩ, em cứ nghĩ là đi chơi đông vui thì vậy thôi. Nhưng ta biết sao không? Không, thật ra cái chuyện này là chuyện rất là bình thường, tại vì cái chuyện mà là trong một cái hội mà để ý nhiều người thì cái chuyện đó có xảy ra. Nhưng mà lúc đó là anh này với em là bắt đầu là đã tìm hiểu nhau rồi, chứ không phải là chỉ mới là crush là nháy nháy gì thôi đâu. Là do ý gì đúng không? Đó. Do Mi Xoa ý gì? Thôi đó mình vô tư. Đúng, tại vì Mi Xoa luôn nghĩ mình là một nữ thần. Mà nói cụ thể vấn đề này các bạn nam thấy như thế nào? Nãy giờ thấy ba được đường ngồi im ru. Xem đây ạ. Lỗi của đàn ông. Bình không dám nói gì. Không phải đâu, lỗi của đàn ông chúng tôi là quan tâm đến các cô gái quá. Quan tâm đến nhiều. Không, cái đó là của anh thôi, lỗi của anh. Quốc Bảo thiếu điệu hả, là hả coi như là thiếu bị biết nhà ta ở đâu luôn á. Là đưa về luôn á hả? Không, nhưng mà anh thấy là không có cái chàng trai đâu, các cô gái cũng vậy luôn. Thằng người yêu mình ngồi kế bên luôn mà vẫn bị người yêu đó biết chắc chắn rằng là cô ấy vẫn đang để ý người khác trong cái bàn đó luôn. Hay chọc ghẹo, hay một vài ánh mắt, hay là một vài cái kiểu đùa giỡn. Thật ra là cái chuyện này Bảo nghĩ là cái chuyện đó là của nam lẫn nữ đều có thể xảy ra. Hay quá. Bởi vì cái chuyện mà là mình say nắng một ai đó trong một cái không, nhưng mà nếu mà làm như vậy là mình thiếu tôn trọng với người yêu của mình á. Thì đúng rồi, đã gọi là đúng, nếu đã là người yêu đã thuộc về cảm xúc trong cái giai đoạn đó mà chỉ là thích thích nhau thôi và chưa xác định mối quan hệ rõ ràng thì ok, có thể là du di được. Nhưng mà khi mà đã xác định đó là người yêu của mình mà mình vẫn còn kiểu giỡn người khác, mình cảm thấy đó là cái sự thiếu tôn trọng với người yêu của mình. Đúng, mà và nếu lỡ như mình có cảm xúc thật đi, nhưng mà mình nên khôn khéo và mình nên tôn trọng người yêu hơn, mà cái cách đó như là mình nên khôn khéo vào bên trong, mình đi vào bên trong và mình phải tự nghĩ là mình phải đẩy cái chuyện đó ra, không có tiếp tục được nữa. Cái chàng trai là có bao giờ là rủ cái cô gái khác đi chơi chung với bạn gái mình không? Không bao giờ. Đánh chết cũng dám. Đánh chết không, nhưng mà phải biết đó là mối quan hệ như thế nào. Cô gái khác cũng có chị nè, cũng có người nhà nè. Nhưng đó là một phương pháp không an toàn cho bản thân. Không, có nhiều người cao tay tới mức độ là trong một bàn đó là hết 6-7 người là bạn trai luôn á. Chính xác. Mà không ai biết. Có trường hợp đó rồi. Nói lượt lại mà tự nhiên có trường hợp đó rồi. Em ngồi trong cái bàn đó rồi. Và cái người đó là anh Bảo. Là sao? Thì anh là em là cô gái ngồi trong cái bàn đó hả?
Không, em là một người bạn đi chung đó, 6 cô gái còn lại và anh là cái nhân vật. Ủa anh mời em đi ăn cái gì vậy Bảo? Anh rủ em đi nhậu hoài mà. Nhưng mà trong cái bàn đó làm gì thì 6 cô gái, 7 7, 8, 9 lộn vậy là 6 cô thôi. Trời ơi, cái bàn nó 10 người, em kể có 6 người thiếu cái gì đó. Kỳ hết sức. Quay có bao giờ mà là trong cái hội bạn đó là có người yêu mình, đã có những vô tình có một cái anh chàng nào tới mà mình bị crush không? Không, hình không. Như em có cũng em nữa. Chị cái gì em nói là cuộc sống em nó phong phú và nó nhiều màu sắc. Chị bị cái là khi mà chị bị xác định quen với một người nào đó thì hình như là trong mắt chị thấy người đó không à? Không, đồng quan điểm với chị, tại khi yêu em cũng y chang vậy. Em thấy cái người mình yêu là đẹp nhất. Em biết có quà, tại biết quà lâu rồi, cho nên là em biết là quốc bảo là khi mà yêu một ai đó là chỉ có người đó là đáng yêu nhất, nhưng mà những cô gái khác là dễ thương hơn. Sao mỗi lần tôi đến với cái chương trình này là thấy là trong bạn á, ví dụ như bạn của bạn trai đi tới ngồi chơi chung không, cái anh chàng đó có hấp dẫn hay là có đẹp á thì cũng khen thẳng với bạn trai luôn là ờ em thấy cái anh đó đẹp trai quá à, yêu chưa hay là cái gì đó, là hỏi thiệt tình, là khen thiệt tình chứ. Mà cái đó dễ gây tổn thương lắm á. Có những trường hợp là không cần khen luôn mà người bạn. Nhưng em ví dụ em đặt tình huống ngược lại đi, anh ngồi với bạn em và em, anh ngồi anh khen cô ấy thẳng như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Không được. Tại vì cảm xúc của em như thế nào? Nói gì thì nói, nhưng mà cái cách khen của bạn trai mình là mình biết liền. Ví dụ khen cái kiểu là khen thích là khác, còn khen cái kiểu là bạn em cũng dễ thương mà hay là sao? Anh nghĩ là khen sao thì nó cũng sẽ tạo cái điều rất là khó chịu cho cái người yêu của mình. Vậy thôi bữa sau khó quá nên yêu nhau nên hai người đi thôi. Thật, yêu nhau nên hai người đi thôi, đừng đi người thứ ba mà lắm. Nếu đi chung một bàn. Đi là đi rồi. Thà vậy. À vậy. Câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, em và anh đều cần có thời gian riêng. Cái này là chàng trai nói đúng không? Cái chuyện của ai? Dạ là của em. Wow. Cũng có thể là cô gái. Cô gái im lặng nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Xin mời em. Dạ là tại vì từ cái lúc mà bắt đầu quen nhau là từ sáng sớm luôn, là hay là qua nhà em rồi chở em đi học, xong rồi đi ăn uống gì đó. Rồi qua nhà cái anh đó chơi, tại vì ba mẹ anh đó cũng đều biết em hết. Một cái giai đoạn mà tại vì em với anh đó gây lộn quá nhiều, vài ngày anh đó nói với em là ngày mai em tự đi học được không, hay là mai anh có công chuyện nên là em đi học về hay là em đi chơi với bạn gì đi, mai anh không rước em được, em tự đi nha, đỡ cho anh vài bữa. Tại vì dạo này anh bận quá. Thì cái hôm đó em đi học về em mới mua đồ ăn qua cho anh đó, thì cái hôm đó em đi về, em nói là em đi về, anh đó kêu em về cẩn thận, về tới nhà thì nhắn tin cho anh liền. Mà em để đồng hồ là cái hôm đó em về lúc 6 mấy gần 7 giờ. Mà hôm sau thì em vẫn qua, tại vì mọi chuyện bình thường em chưa biết gì hết. Hôm sau em qua em vô tình em cầm vô cái điện thoại thì em lại thấy cái tin nhắn anh đó nhắn cho cái bạn gái kia, mà bạn gái kia lại vô tình là người yêu cũ 3 năm trước của anh đó. Mà cái bạn gái đó lại vừa mới chia tay người yêu hiện tại của bạn gái đó. Thì nhắn tin tâm sự với anh này. Anh này mới nhắn lại hỏi là em đang ở đâu vậy? Em có rảnh không, anh qua anh đón em đi đâu đó. Mà trong khi kêu em là anh bận quá, anh phải đi gặp đối tác hay gì đó, em tự về được không, để em tự về, còn tranh thủ cái thời gian đó là trong vài tiếng thôi qua chở bạn đó đi tâm sự hay gì đó. Cay đắng. Tình cũ không rủ cũng tới. Còn nói gì cái vậy? Này thực ra cái này là câu chuyện mà tôi nghĩ là rất là nặng đô. Tại vì á, thường là các cô gái nếu như mà có ghen với lại người nào đó khác, người nào đó mới thì vẫn dễ dàng chấp nhận hơn so với cái chuyện là chàng trai đó lại đi nói chuyện với là người yêu cũ, đúng không? Tôi hỏi cái này các bạn gái có thấy như thế nào? Đúng, nó hơi nhạy cảm. Nhưng không có vấn đề gì hết thì chàng trai cũng có thể nói thẳng với cô gái. Tại vì Phương cũng đã có một cái trường hợp, tức là bạn trai cũng mới quen một tháng thôi, nhưng mà anh ấy có một cái người bạn gái cũ ở tỉnh lên. Và anh nói là thông thường trước đây khi Cúc còn quen, khi mà bạn ấy lên á thì bạn hay nhờ, tại vì không có người thân, sẽ nhờ anh vài ba ngày chở đi rồi đi khám bệnh này nọ thì anh sẽ giúp. Và bây giờ bạn cũng lên mà mới chia tay như vậy á, thì lên có nhờ thì trong 3 ngày đó, tức là xin phép 3 ngày đó sẽ không liên lạc với Phương luôn. Tức là để giúp đỡ cho bạn đó, thứ nhất để người ta một mình con gái kiểu như vậy, và mình chấp nhận hay không chấp nhận để mình cho cái câu trả lời đó, thì ít ra là mình vẫn còn cảm thấy nó là một cái kiểu khác, là tôn trọng. Còn cái kiểu này thì nó hơi bị nhạy cảm. Đúng. Nó sẽ làm cho mình khó chịu lắm. Để bạn gái mình ở nhà xong đi rước người yêu cũ đi chơi thì
Nhưng mà đây là dấu hiệu chắc chắn là bạn trai đó muốn rời xa em rồi đó. Chắc chắn, anh nói chắc chắn luôn. Tại vì muốn rời xa nó mới sao có kinh nghiệm như vậy? Thì bản thân muốn chấm dứt một mối quan hệ thì mình phải làm trước mắt, không phải là mình cắt cái cục là đứt được liền. Mình phải tạo một cái khoảng cho nó dạng ra để cho một bên kia cũng nản. Chứ chỉ là những cái lời nói thôi đúng không? Đúng rồi. Cuối cùng là câu chuyện của em cũng vậy, là người kết thúc đúng không? À, là người yêu cũ. Giờ là người yêu cũ. Đó là cái dấu hiệu. Bạn nam là bây giờ tự thú đi, coi là mình đã từng bao giờ có làm một cái điều gì đó mà để bị bạn gái mình để ý phát hiện. Bảo nói chứ đi, bảo nhiều câu chuyện. Bảo để nghi ngờ hả? Cụ thể là như thế nào anh? Thì ai biết đâu, ý là có bao giờ em bị cô bạn gái cũ của em phát hiện là em có cái dấu hiệu đó đang ý một người gái khác không? Tại vì đối với bản thân em nhé, em là người giống như em chia sẻ là em rất là phóng khoáng, nhưng khi mà em đã nghiêm túc về một mối quan hệ nào đó thì em sẽ không bao giờ có một vấn đề gì nó kỳ cục ở giữa cái câu chuyện của hai người hết á. Đã hết thích hết yêu, em sẽ nói thẳng với bạn. Ví dụ như nhé, ngày hôm nay em chia tay và ngày hôm sau em có thể quen ngay một người khác. Thà như vậy còn hơn là cái việc là em quen một người khác trong lúc đang yêu người này. Bạn quá, em lạnh lùng bằng giá quá bảo. Không, em nói thà cái tình huống mà xấu nhất. Thà là không rồi. Em không thích làm cái gì lén lút trong cuộc sống em hết. Đi mát thì không có phải vậy rồi. Rất trung tình. Rất trung tình. Sure. Ok. Em thì có cái lần lúc đó là em còn trẻ trâu á. Cũng là cũng với người yêu cũ, là có quen bạn gái mới rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc với người yêu cũ. Thì vô tình một lần là tin nhắn người yêu cũ đến và điện thoại của em để kế bên người yêu hiện tại của em. Mọi chuyện nó xảy ra và em mất đi cái mối quan hệ đó. Và từ cái mối quan hệ đó là em cảm thấy rất là tiếc tới bây rồi giờ. Rồi có quay lại với người yêu cũ không? Không anh. Nói chung là vấn đề người yêu cũ thì luôn luôn là vấn đề của người yêu cũ quốc dân. Nói chung là vậy thôi, không cần phải bàn cãi nhiều. Sau ngày hôm nay thì Bảo thấy được một cái điều là một khi mà đã là một cái cặp đôi đã có dành tình cảm cho nhau rồi thì chỉ cần dù là một thay đổi nhỏ nhất thôi, một cái dấu hiệu chút xíu thôi thì đối phương cũng có thể nhận biết rằng là mình đang có gì đó thay đổi. Chỉ một cái lời khuyên mà ông nghĩ rằng đây là cái lời khuyên chung dành cho chính con gái xinh đẹp, ba chàng trai ở đây, cho chính Bảo cũng như cho quý vị khán giả rằng là khi mà chúng ta mà đã thương một ai đó thật lòng rồi thì chúng ta hãy dành trọn vẹn cái tình thương đó cho cô gái ấy, chứ đừng có để mình bị say nắng. Đôi khi nếu mà có lỡ say nắng thì cũng chút xíu thôi. Mình nhớ quay về lại đúng cái mà mình đang có đó, tại vì đó là cái điều trân trọng nhất. Bởi vì đôi khi mất rồi chúng ta không bao giờ có thể lấy lại được cả. Đó chính là cái điều quan trọng nhất. Một đời xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi chương trình Giải Mã Tình Yêu. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh là MCV Media cũng như cổng thông tin Love TV. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới thật vui vẻ và hạnh phúc ạ.